Cái này hạt mưa rơi rơi trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa bút ra trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và từ đó anh ấy chính còn đứng kia. Một mưa rơi em cất bước đi, ta từ. Và em bước mất tí tí, bước chút trong môi đêm kịp thâu. Hát gì không nghe gì? Trời, ca sĩ bây giờ hát nghe là chuyện bình thường, không nghe mới lạ. Chụp hình với lại như đâu. Cái kiểu mà cứ chửi nhau suốt về nghi lắm á. Sao bạn mới quay phim được? Thử nè. Được không? Bây giờ mình hỏi. 2 3 Yes. Ra đi. Tốt rồi, xin nữa chị. Tên. Bóp cho anh không? Anh chưa về. Đóng lại, đóng lại. Anh bám hả? Chưa gửi vô. Thằng em nhóm vàng quá à. Nhóm người Hàn Quốc. Vợ nó ẩm một mí. Mẹ hai mí mà. Sao kỳ vậy? Em dưỡng, để em vui vườn nè. Không được. Ba quay qua kìa nhìn đó. Ba mí lót. Bởi vì Việt Nam hôm nay mời đóng phim không có Nhật không? Đi làm sao anh biết tình ta em không nghĩ thì lẫn đều. Dễ gì được quay phim chung với lại bé Phương đúng không? Thôi là quay đó. Để mà dễ gì đi quay phim chung. Cảnh này hai chồng có hôn nhau không? Bởi phụ nữ luôn chú ý tới sắc đẹp. Đúng rồi. Harry có kiến trong quá không? Dạ không. Cũng đúng, bởi vì cái gì không có thì không nên làm màu. Hay quá, hay quá. Thông minh thật. Dài quá. Theo khảo sát 100 người, kể tên một môn thể thao mạo hiểm. Nhảy dây chẳng hạn. Bánh đũa chẳng hạn. Đúng rồi, cái này là 39 người đồng tình là đúng. Chính xác. Vâng. Em có leo núi bao giờ chưa? Dạ có chứ. Vậy hả? Nhưng mà ngọn núi. Hả? Ở đây không ai hiểu hết trơn, tiếp đi em ơi. Dạ vâng ạ, à, em xin lỗi. Hỏi em biết. Sao không nhắc người ta? Sao nhắc được, chơi cho công bằng. Em biết trái cherry màu gì không? Màu đỏ, màu đỏ đó, chính là màu đỏ. Sống? Sống thì màu xanh lá cây. Thui. Thui thì màu như anh á. Vâng. 15 người đồng tình. Phương vâng. Nga. Mất răng. Hả? Mất răng ạ. Già rồi mất răng. Răng. Mất răng. À? Sao anh cười? Hả? Anh không nghĩ ra mà em nghĩ. Em anh nghĩ là anh già anh không mất răng à? Không có, anh già văn giả. Anh già văn giả. Nghe quá căng được. Già trên đây, già sẽ bị mất răng. Xin mời, mất răng. Hay quá trời ơi. Anh nẻ quá. Mình nghĩ là chảy nước miếng. Đúng rồi. Rất thực tế. Rất là thực tế. Rất đời thường. Tuy nhiên khảo sát không biết có hay không. Chạy nước miếng nhẹ có hay không? Họ nghĩ là ngáp. Chúng tôi mới nhận được thông tin ở bên Hollywood gửi về. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trong khi ngủ chúng ta có thể ngáp bất cứ lúc nào, và đó là hiện tượng xảy ra đầu tiên trên loài người ở bàn phở đặc biệt. Ba bây giờ đang ngủ có thể ngáp bình thường, đó là phở, xin mời ngáp. Như vậy nhờ cú ngáp lịch sự, bà phở đã đưa cơ hội trở về với đội chúng lòng. Xin chúc em nghĩ là nghiến răng. Và bây giờ quyết định cuối cùng. Nghiến răng. Nghiến răng có hay không? Có. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc không? Khỏi coi luôn. Chắc coi luôn. Khỏi coi luôn hả? Khỏi coi. Và như vậy chúng ta không cần mở tất cả số điểm thật và đợi chiến công.
cho người ta chứ. Thôi coi đi, coi đi, coi. Rồi, coi đi. Xin mời. Nghiến răng. Chợ Sài Gòn Nguyễn Kim. Lẽ ra chúng ta sẽ vào việc ngay. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có phần giao lưu nhẹ với một MC nói tiếng Việt rất giỏi. Em hả? Vâng. Rất xinh đẹp. Đó chính là Trường Giang. Xin cảm ơn rất nhiều. Nhiệt tình quá. À, em đến từ Hàn Quốc hả? Dạ vâng ạ, em đến từ Hàn Quốc ạ. Điều gì ấn tượng ở nước Việt Nam mà bạn ở lại cho đến bây giờ? À, người yêu của em. Vâng, hy vọng em sẽ sớm về nước của em. Vâng, và bây giờ. Cái kỳ đó. Anh xin... Nước hoa, nước hoa, dầu thơm. Dầu thơm. Harry có từng tặng dầu thơm cho ai đó chưa? Dạ, chưa bao giờ ạ. Chưa bao giờ? Vâng. Oh, thật là phóng khoáng. Đừng bao giờ đến nơi đầu tiên hẹn hò, đó chính là Hotel California. Xin mời khách sạn. Hay quá. Quá hay, quá hay, bắt tay cái. Một người con gái rất thực tế. Vâng, kinh nghiệm bản thân ạ. Anh bắt đầu không thích em rồi. Trò chơi nào dùng dây? Theo em nghĩ là nhảy dù. Nhảy dù. Nhảy dù. Chắc không? Dạ chắc. Chắc chắn luôn. Bạn là con gái của ban tổ chức. Biết trước kết quả hả? Xin mời đội trưởng. Em nghĩ là bơ di, nhưng mà nghĩ thêm cái nữa đó là bún thung. Bún thung. Wow. Có lý, bởi vì trò chơi mà. Bún thung là một trò chơi. Bún thung. Mặc dù giờ không ai chơi. Chốt là gì? Đội em quyết định là bơ di. Trò chơi này không phải ai cũng chơi được. Bún thung dễ hơn đúng không? Bún thung ai cũng chơi được. Tuy nhiên đã mai một dần theo thời gian. Và bây giờ chúng ta hãy xem vui gì có hay không. Xin mời. Ôi. Và bây giờ chúng tôi xin công bố số điểm như sau. Phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, nhà tài trợ của chúng tôi, hệ thống trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Hôm nay Harry làm MC của chương trình Trung Sức phiên bản mới, cho nên Harry rất là vui. Rất là háo hức. Rất là háo hức. Anh cũng rất là háo hức khi anh nhận được tin rằng là Trường Giang ơi, em sẽ được dẫn chương trình cùng với cô MC xinh đẹp dễ thương. Hỏi ai vậy? Harry. Trời ơi, tiếng Việt không rành, mệt lắm. Em có buồn nha, mình muốn nói thật lòng quá. Thảo mai tí đi anh ạ. Thảo mai tí đi. Harry ơi, cho em dễ thương quá. Em xin cảm ơn anh, cũng đẹp trai lắm anh ạ. Rồi vâng. Vâng. Rồi chúng mình đến ngon rồi. Những cặp bồ, những cặp thường tiện hay chia tay lắm á. Không mà nói thiệt khỏi quỳ đúng không? Chính chứ. Giờ đúng cái đồ của nhau. Quỳ đỏ. Đi vô đây, đi uống coi xem. Em đi bàn tiền uống coi xem. Chào một xe cái tao ngủ. Ồ, chị. Chị. Phải lắm hết trơn hả? Em Đó, cũng nặng lắm. Hàn Quốc người ta, Hàn Quốc người ta chịu nói, người ta dạt qua đây mà. Dạt qua đây gặp bà Đạt, bà xui bà hốt thôi chứ ai hốt. Nữ quái, nữ quái, Đà Lạt. Ai cái thua thêm một cái. Không phải mình anh có đây, đòi là nhiều người có lắm. Chia sẻ hết trơn rồi. Ôi, tóc này em ngủ à. Tâm hình ngủ. Nhìn khoái mệt cơ. Ủa, tao bắt thôi, chặt biết. Xin. Bên kia người ta ăn. Xin. Diễn viên mà đi xin ăn. Nhục không? Cái đoàn đó cho ăn. Đúng rồi, bạn đó cũng cho ăn. Mình phải xin. Cái đó không là nhục. Bạn này cái đó là mất. Mình dây, mình dây. Dạ không, mình không sống thì mình phải ăn thôi. Đúng rồi, sống. Đúng rồi. Là cơm rớt đi, xin nãy giờ đó nha. Là cơm rớt đi đắp đi.